Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Apache Maven trên hệ điều hành Kingdom 10. Thì đầu tiên thì tôi sẽ mở Symbian lên và tôi có lệnh kiểm tra xem là Maven đã được cài đặt trên hệ điều hành Kingdom 10 của tôi chưa. Thì tôi có lệnh npm version. Đó, báo là npm ignore tcli, tức là Maven chưa được cài đặt trên máy của tôi. Thì tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Maven, đóng nó và cài đặt Maven. Tiếp theo thì tôi sẽ vô Google và tôi sẽ đi gõ Apache Maven đóng nó. Thì các bạn click vô cái đường link trang của Apache Maven. Rồi các bạn click vào cái đằng Apache Maven 3.6 gạch ngang bin.zip này thì chúng ta cài trên Windows, hay là chúng ta sẽ click vào cái file này. Còn nếu mà các bạn click vào file này thì nó cài đặt trên Linux. Tôi sẽ trên Windows nên tôi sẽ hướng dẫn các bạn đó nó. Rồi tôi click OK. Rồi nó đã download xong. Tôi sẽ vô cái folder chưa nó và tôi di chuyển về cái folder My Software của tôi. Tiếp theo thì tôi sẽ đi giải nén cái thằng Apache Maven 3.6 này ra. Thì tôi click vào nó và tôi chọn extract file và tôi sẽ extract ra cái ổ C. Rồi tôi click OK. Rồi tôi ra ổ C thì nó đã có một cái folder là Apache Maven được giải nén ra như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ đi cài đặt cái biến môi trường cho thằng Apache Maven này. Thì cài đặt biến môi trường cho thằng Maven nó cũng tương tự như cài đặt biến môi trường cho Java. Tôi cũng click vô cái biểu tượng PC này, rồi tôi click vô Property, rồi tôi click Advanced System Setting, rồi tôi click Environment Variable. Rồi đây tôi sẽ new một cái biến môi trường là M2 Home. Rồi tôi cũng quay lại ổ C và tôi copy cái đường dẫn của nó. Rồi đây. Rồi tôi click OK. Tiếp theo thì tôi tạo ra một cái biến mật môi trường nữa này, Maven Home. Và tôi cũng paste cái đường dẫn của nó vô cái panel ở đây. Rồi tôi click OK. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi cập nhật cái giá trị cho cái biến path này. Tôi click vô cái biến path này và tôi click edit. Rồi tôi click vô edit test thì tôi sẽ chỉnh sửa cái value của nó như sau. Tôi sẽ chỉnh sửa ở sau cái dấu chấm phẩy. Các bạn có thể chỉnh sửa ở sau một cái dấu chấm phẩy nào đó. Rồi tôi click vô tôi sẽ nhập như sau. Đầu tiên là phần trăm. Rồi theo là M2 kẹp nha không. Rồi tiếp theo là phần trăm, rồi câu chuyện, rồi bin, rồi cuối cùng là dấu chấm phẩy. Đây đây là cái chỗ mà tôi sửa. Rồi tôi click OK. Rồi tôi click OK. Như vậy là tôi đã cài đặt biến môi trường cho thằng Maven. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái chương trình Symbian lên và tôi sẽ đi có lệnh kiểm tra Maven được cài đặt trên máy của tôi chưa. Tôi có lệnh như sau. Tôi có lệnh là npm gạch ngang version. Đó, thì nó đã là Apache Maven 6 như vậy, các thông số như Maven Home như vậy, rồi Java version vân vân, rồi hệ điều hành là Windows 10. Đó, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn là cài đặt xong cài đặt Apache Maven và cài đặt biến môi trường cho thằng Maven thành công. Tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây.